Hello, xin chào anh em đã quay trở lại với channel Tu Sĩ Vlog nha. Hôm nay mình sẽ làm thưởng thức một gói mì cay nha anh em nhé. Đây, gói mì xào cay anh em ạ. Giờ mình bắt đầu vào công việc chính nha anh em nhé. Biết mì xào gì nữa anh em ạ. Mình sẽ nghe nói mì xào rất là cay anh em nhé. Ok anh em nhé, sau khi đợi 2 phút thì nước của mình đã sôi rồi anh em nhé. Giờ mình bắt đầu đổ nước sôi vào mì để cho nó nhiễu ra để mình làm món mì mì xào của mình nhé anh em nhé. Ok anh em nhé, giờ mình bắt đầu ăn thử món mì xào Volcano nhé. Giờ mình bắt đầu tráng cái xoong này đi anh em nhé. Rửa cái xoong này đi. Sẽ nấu cho anh em xem. Xem mì này ăn như thế nào, có cay không anh em nhé. Mình sẽ lấy chỗ này đổ vào đây. Rồi. Ok anh em nhá. Giờ mình sẽ cho cái nồi này lên lên bếp. Đó, bật bếp lên nha anh em nhá. Bật bếp lên, nước này đã sôi rồi. Mình sẽ cho gói rau của nó vào nha anh em nhá. Đây, mình sẽ cho gói rau. Gói rau anh em. Mình sẽ cho gói rau vào. Cho mì vào nha anh em nhé. Cho nó nhiễu nhiễu hết ra. Xong rồi mình sẽ trộn vào cho anh em xem. Thế anh em nhé. Giờ để cho mì nó nhiễu hết ra rồi mình sẽ thưởng thức cái mì cay này cho anh em. Giờ phải đợi nó nhiễu hết ra anh em nhé. Rồi, nó sắp chuẩn bị nhiễu hết ra rồi anh em ạ. Rất ngon luôn. Chuẩn bị nhiễu ra rồi nha anh em nhá. Đây, mì của anh em mình đây.
xong rồi anh em nhé. Giờ mình bắt đầu cho quay gia vị vào nhé anh em nhé, để mình trộn lên thành món mì xào rồi anh em nhé. Đây là gói gia vị của mình anh em nhé. Giờ mình bắt đầu đổ vào trộn vào nhé. Đây, cay, anh em nhìn thấy ớt đỏ chưa? Giờ mình sẽ lấy xung quanh đây anh em nhé. Ớt nó đỏ thật anh em ạ. Để mình sẽ dựng cái máy quay đấy cho anh em xem cho nó dễ nha anh em. Anh em nhìn thấy nó đỏ chưa? Mình sẽ cho hết vào để cho nó có cay lên cho anh em nhé. Công nhận cay thật anh em ạ, mình ngửi mùi rồi cũng đã biết cay rồi. Giờ mình bắt đầu cho gói này vào nha anh em nhé. Ok, mình bắt đầu trộn lên cho anh em xem. Cây Volcano anh em. Phê luôn anh em. Nhìn nó rất cay. Đỏ bừng luôn anh em ạ. Xong gói mì trộn cay của mình nhé. Ok anh em nhé, giờ mình bắt đầu thưởng thức cái mì cay của mình nha anh em nhé. Mình sẽ đi thưởng thức mì cay của mình nha. Đây anh em nhé, đây là mì cay của mình nha anh em nhé. Đây rất cay, nhìn thấy rồi đã biết cay, anh em nhìn thấy đỏ bừng chưa? Đây mời anh em nhé. Rất là cay anh em ạ. Hôm nay mình đang chuẩn bị một cốc nước để uống nhé. Anh em nhìn này, em mời anh em nhé. Cay lắm anh em ạ. Vì nó cay cay này, xong rồi nó còn nó cay, nó dai dai,
Ăn rất là ngon anh em ạ. Đấy, ngon nhá. Em nhìn chưa? Cay anh em ạ. Cay quá anh em ạ. Đây anh em. Đây. Cay lắm, không biết mình ăn được hết chỗ này không anh em. Mình nó cay. Nào, nhưng mà nó cay lắm anh em ạ. Đợi mình tí nha anh em. Thôi nhá. Chào, video của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu anh em nào cảm thấy video của mình hay, anh nhấn like, share, đăng ký kênh ủng hộ cho tôi xin Vlog nhé. Chào anh em.